cập nhật, nơi chúng ta sẽ điểm qua những update sẽ có trong ngày 16 tháng 9 này nhé. Bản cập nhật tuần này của chúng ta sẽ có rất nhiều những thay đổi mới, bao gồm Huyễn Điệp Tiên Tử, một yêu linh hoàn toàn mới, hết sức lanh lợi và tinh nghịch. Thú linh mới, Địa Tinh Hoán Hùng, Mỹ Nhân Ngư. Vũ sức mới, Thần Chi Triệu Hoán. Để chuẩn bị cho ngày lễ Tết Trung Thu đang đến gần, Sam xin giới thiệu với anh em thần thú 3S, nguyên tịch Vũ Long với tạo hình của một chú rồng làm bằng đèn lồng cực kỳ đặc biệt này. Danh hiệu cực ngầu chiến thần. Anh em đừng quên đón xem live stream bảo trì định kỳ vào 10 giờ sáng ngày mai nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Nếu thấy hay, xin hãy bấm like và để lại bình luận phía dưới. Bấm vào đăng ký kèm nút chuông nho nhỏ ngay bên cạnh để ủng hộ kênh YouTube của Tìm Kiếm 3D, đồng thời nhận được mọi thông báo của chúng mình trong thời gian tới nhé.